Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi video trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong video này, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị những thông tin thể thao mới nhất, nóng nhất chúng tôi vừa cập nhật. Manchester United lập kỷ lục tệ nhất lịch sử Premier League. Manchester United chỉ giành được trận hòa một đều trước Chelsea trong khuôn khổ vòng 10 Premier League mùa giải 2024-2025 vào tối ngày 4 tháng 11. Kết quả này không chỉ khiến người hâm mộ thất vọng mà còn khiến đội bóng lún sâu hơn trong khủng hoảng phong độ. Sau 10 vòng đấu, Manchester United chỉ mới giành được 12 điểm, khởi đầu tệ nhất của họ kể từ mùa giải 1986-1987 và tệ nhất trong kỷ nguyên Premier League. Khi ấy, đội bóng thành Manchester chỉ có 8 điểm sau 10 trận. Tính đến thời điểm hiện tại, đoàn quân của Manchester United chỉ ghi được 9 bàn thắng, một con số thấp kỷ lục mà họ chưa từng trải qua kể từ mùa giải 1973-1974 khi đội bóng cũng chỉ có 9 bàn sau 10 vòng đấu. Hàng tấn công kém cỏi cùng hiệu suất ghi bàn thấp là những yếu tố chính khiến Manchester United gặp khó khăn. Dù đã nỗ lực cải thiện đội hình và chiến thuật, nhưng sự thiếu ổn định và khả năng tận dụng cơ hội kém khiến họ gặp trở ngại trong việc ghi bàn. Đội bóng vẫn loay hoay tìm lại phong độ đỉnh cao, trong khi áp lực ngày càng gia tăng lên ban huấn luyện và các cầu thủ. Kết quả hòa trước Chelsea không chỉ thể hiện tình trạng bế tắc của Manchester United mà còn dấy lên lo ngại về khả năng cạnh tranh tại mùa giải năm nay. Với một lịch sử đầy thành công, khởi đầu mùa giải năm 2024-2025 đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc cần có sự thay đổi nhanh chóng nếu không muốn rơi vào một mùa giải trắng tay. MU sẽ phải nỗ lực nhiều hơn để cải thiện phong độ, đặc biệt là khả năng tấn công và tận dụng cơ hội nhằm khôi phục niềm tin của người hâm mộ và lấy lại vị thế tại Premier League. Hiện sau 10 vòng, họ dậm chân tại vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng Premier League. 3 điểm nhấn Barcelona 3-1 Espanyol. Sự trở lại của Omo, Casado đánh bật De Jong. Điểm nhấn đầu tiên, sự trở lại của Omo. Trước trận đấu, huấn luyện viên Hansi Flick đã lý giải lựa chọn đưa Omo vào đội hình xuất phát. Omo là một cầu thủ tuyệt vời, có khả năng ghi bàn và đó là điều chúng tôi cần hôm nay. Và tuyển thủ người Tây Ban Nha đã không làm ông thất vọng. Ngay từ phút thứ 12, Omo đã khai thông thế bế tắc sau khi có hai cơ hội nguy hiểm. Phút 30, anh tiếp tục gia tăng cách biệt, đưa Barcelona vào thế kiểm soát trận đấu với tỷ số 3-0. Như vậy, Omo đã có 5 bàn thắng trong 5 trận đấu tại La Liga, minh chứng rằng quyết định chiêu mộ anh trong mùa hè là một món hời cho đội bóng Catalan. Trong 56 phút thi đấu, Omo đã có 32 lần chạm bóng, tung ra 4 cú sút với 3 cú sút trúng đích, giành chiến thắng 5 lần trong 8 pha tranh chấp và nhận điểm số cao 8.4 từ SofaScore, khẳng định vai trò quan trọng trong chiến thắng của Barca ở trận derby xứ Catalan. Điểm nhấn số 2, Marc Casado là lựa chọn số 1. Ở tuyến giữa, Marc Casado chỉ 21 tuổi lại tiếp tục tỏa sáng với màn trình diễn chắc chắn và có pha kiến tạo tuyệt đẹp cho Rafinha khi bàn giúp Barcelona nâng tỷ số lên 2-0. Đây là pha kiến tạo thứ 5 của Casado mùa giải này, cho thấy anh đang khẳng định mình trong đội hình chính. Sau khi Casado được thay ra, sự trùng xuống trong lối chơi của Barca khi Frenkie de Jong vào sân nhưng chưa thực sự tạo được ấn tượng. Hiện tại, Flick có trong tay rất nhiều lựa chọn ở hàng tiền vệ khi hầu hết các cầu thủ đã hồi phục sau chấn thương. Sau trận đấu, khi được hỏi về việc sắp xếp các tiền vệ như thế nào, ông Hóa Bình đáp: "Tôi sẽ chơi với 6 tiền vệ." Dù là câu nói đùa, phát biểu này cho thấy độ cạnh tranh cao ở khu vực giữa sân của Barcelona. Trong bối cảnh đó, Marc Casado chỉ sau 10 trận tại La Liga đã chứng tỏ rằng mình rất xứng đáng là lựa chọn hàng đầu bên cạnh Pedri. Sự ổn định và tầm ảnh hưởng của Casado đã giúp anh thực sự giành được niềm tin từ huấn luyện viên Flick và nhiều khả năng sẽ tiếp tục làm nhân tố chủ chốt trong đội hình xuất phát của Barcelona. Điểm nhấn số 3, bẫy việt vị, con dao hai lưỡi của huấn luyện viên Hansi Flick. Huấn luyện viên Flick vốn luôn thích bẫy việt vị. Vị chiến lược gia người Đức tiếp tục sử dụng chiến thuật này để gây khó khăn cho Espanyol, nhưng cuối cùng đã bị xuyên phá ở phút 63 khi Javi Puado ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 3-1. Sau trận đấu, Flick tỏ ra không hài lòng với sự lơ là trong hiệp 2 và nhấn mạnh rằng đội bóng cần thể hiện một đẳng cấp khác trong trận đấu Champions League giữa tuần. Ông thẳng thắn: "Hôm nay chúng ta có thể chấp nhận vì đã giành chiến thắng, nhưng thứ tư tới chúng ta phải chơi tốt hơn." Mặc dù Barcelona đã giành chiến thắng và tiếp tục ở ngôi đầu bảng, nhưng lời cảnh báo của Flick cho thấy sự kỳ vọng rất cao của ông với các cầu thủ, đặc biệt ở đấu trường khắc nghiệt như Champions League. Casemiro nổi điên sau pha bóng vô trách nhiệm của Garnacho. Tình huống xảy ra ở phút 85 của trận đấu. Alejandro Garnacho có bóng bên cánh trái và có nhiều phương án để phối hợp cùng đồng đội khi hàng thủ của Chelsea chưa kịp lùi về. Sau cùng, cầu thủ người Argentina dẫn bóng thẳng đến vòng cấm của Chelsea nhưng tốn quá nhiều thời gian để đưa ra quyết định. Nusse Mazraoui lao lên chồng biên nhưng Garnacho không chuyền và cuối cùng lại để mất bóng. Pha xử lý của Garnacho kéo đội hình của MU dâng lên rất cao và đứng trước nguy cơ thủng lưới vì phản công. Garnacho còn vô trách nhiệm khi chỉ đứng nhìn Pedro Neto lấy bóng và lao đi ngay trước mắt mà không cố gắng bám đuổi hoặc bị phạm lỗi chiến thuật. Nhận thấy nguy hiểm rất lớn, Casemiro đã lao lên như tên bắn về phía Pedro Neto và đốn ngã cầu thủ Chelsea không ngần ngại. Kết quả là tiền vệ phòng ngự người Brazil phải nhận thẻ vàng
trong khi người gây ra lỗi chính là Garnacho lại bình an vô sự và chậm rãi đi bộ lùi về. Nhận thấy thái độ vô trách nhiệm của Garnacho, Casemiro đã quát tháo vô cùng quyết liệt. Ở một tình huống tiềm tàng nguy hiểm như vậy, Garnacho thực ra chỉ cần cố gắng hết sức đuổi theo Neto và phạm lỗi chiến thuật với cầu thủ này là đã sửa chữa được sai lầm mất bóng nghiêm trọng của mình. Sau trận đấu, Casemiro cũng lại gần nhắc nhở người đàn em ở MU, thái độ và khả năng đưa ra quyết định của Garnacho ở trận đấu này đều có vấn đề và vô trách nhiệm. Đặt niềm tin vào Garnacho trên hàng công cũng là một trong những yếu tố khiến MU đang phải đứng ở vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng. Hàng công của MU cũng chỉ mới ghi được 9 bàn ở Premier League mùa này, chưa đạt nổi hiệu suất một bàn mỗi trận. Robert Sanchez liệu có đủ sự ổn định để giúp Chelsea tiến xa? Trong trận hòa một đều với Manchester United, thủ thành chơi không tệ với nhiều pha cứu thua đáng chú ý nhưng cũng mắc lỗi lớn khiến Chelsea chịu penalty và thủng lưới. Phần lớn trận đấu đêm qua, Roberto Sanchez đã chơi không tệ. Anh thực hiện 3 tình huống cứu thua quan trọng và có 2 lần giải nguy trước những pha bóng bổng nguy hiểm từ các đợt tấn công của đối thủ. Những pha cản phá này giúp Chelsea giữ vững thế trận trước sức ép từ Manchester United. Nhờ khả năng ra vào hợp lý, Robert Sanchez tạo sự an tâm cho hàng phòng thủ khi đối mặt với các tình huống nguy hiểm. Tuy nhiên, sự ổn định của Robert Sanchez thêm một lần nữa bị đặt dấu hỏi. Phút 70, thủ môn phạm lỗi với Rasmus Højlund trong vòng cấm, khiến trọng tài không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền. Và sau đó, Bruno Fernandes dễ dàng mở tỷ số cho Manchester United. Điều đáng nói là ở pha bóng dẫn đến quả phạt đền, Rasmus Højlund không ở vị trí thuận lợi để dứt điểm và lẽ ra Sanchez có thể xử lý an toàn hơn thay vì lao ra phạm lỗi. Sai lầm này không chỉ khiến Chelsea mất đi lợi thế mà còn tạo áp lực tinh thần lên toàn đội trong bối cảnh phải đá trên sân khách. Trước đó, trong trận thua 1-2 trước Liverpool, anh cũng có một pha xử lý không dứt khoát dẫn đến pha lập công của Curtis Jones. Qua đó, The Blue nếm trái đắng. Sự thiếu ổn định từ Robert Sanchez đã đặt ra nhiều nghi vấn về vai trò của anh trong đội hình Chelsea. Với một câu lạc bộ có tham vọng cạnh tranh ở những giải đấu lớn, một thủ môn số 1 cần đảm bảo sự ổn định cao nhất và ít sai lầm. Đây là điều mà Robert Sanchez dường như vẫn chưa thể hiện được. Vì mắc sai lầm ở những trận đấu quan trọng như trước MU và Liverpool khiến nhiều người nghi ngờ về khả năng của thủ thành người Tây Ban Nha trong việc giữ vững vị trí chính thức. Có ý kiến cho rằng Chelsea nên cân nhắc việc tìm kiếm một thủ môn mới để đảm bảo tính ổn định và giúp hàng thủ vững vàng hơn. Những sai lầm từ vị trí thủ môn không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả trận đấu mà còn gây ra ảnh hưởng tâm lý cho toàn đội, đặc biệt là hàng phòng ngự. Trong môi trường cạnh tranh khốc liệt của Premier League, mỗi sai lầm đều có thể khiến đội bóng mất điểm quý giá và sự thiếu ổn định của thủ môn sẽ là rào cản lớn cho những tham vọng của Chelsea. Tương lai của Robert Sanchez tại Chelsea vẫn là dấu hỏi lớn. Nếu không thể cải thiện phong độ và hạn chế những sai lầm, việc anh có thể bị thay thế là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Chelsea hòa một đều với MU. Kết quả này giúp The Blue trở lại top 4 trên bảng xếp hạng. Bayern có thể mất Alphonso Davies và tay Real vào năm 2025. Real Madrid chuẩn bị thực hiện một kế hoạch chuyển nhượng tự do để chiêu mộ hậu vệ cánh Alphonso Davies vào mùa hè 2025 khi hợp đồng của anh với Bayern Munich kết thúc. Khả năng tuyển thủ người Canada dưới Bayern Munich ngày càng cao sau khi các cuộc đàm phán hợp đồng kéo dài từ đầu năm 2024 không đem lại kết quả tích cực. Đội bóng Đức đã quyết định tạm ngừng đàm phán vào tháng 9, khiến tương lai của Davies càng thêm bất ổn. Gần đây, các thông tin cho thấy Manchester United đã rút lui khỏi cuộc đua giành Davies, để lại Real Madrid là đội duy nhất có sự quan tâm nghiêm túc đến anh. Một nguyên nhân khác được cho là từ bất đồng giữa Bayern Munich và người đại diện của Davies là Nedan Husser. Với việc không còn đối thủ cạnh tranh đáng kể, Los Blancos có lợi thế trong kế hoạch chiêu mộ cầu thủ này. Tuy nhiên, Real Madrid sẽ không thực hiện bất cứ động thái chính thức nào trước tháng 1 năm 2025 và chỉ có thể đàm phán để đưa David về dưới dạng chủ nhân tự do khi mùa giải 2024-2025 kết thúc. Mặc dù tình hình có vẻ thuận lợi cho kênh kiến trắng, giám đốc thể thao Bayern Munich Max Eberl mới đây lại bất ngờ khẳng định rằng việc gia hạn hợp đồng với David vẫn còn là một khả năng. Trong phát biểu sau trận thắng 3-0 của Bayern Munich trước Union Berlin, Eberl cho biết: "Chúng tôi vẫn có những phương án để gia hạn hợp đồng với cậu ấy." Điều này cho thấy Bayern Munich vẫn muốn giữ chân ngôi sao trẻ nếu có thể đáp ứng được yêu cầu về lương mà David mong muốn. Mặc dù các điều khoản này đã từng là trở ngại chính trong quá khứ, với tình hình hiện tại, khả năng Alphonso David sẽ gia nhập Real Madrid vẫn rất cao. Tuy nhiên, nếu Bayern Munich đưa ra mức lương hợp lý, tương lai của hậu vệ này có thể sẽ tiếp tục gắn bó với đội bóng xứ Bavaria. Hiện tại, Bayern đang dẫn đầu bảng xếp hạng Bundesliga với 23 điểm sau 9 trận. Đặc quyền của Tuchel ở tuyển Anh. Liên đoàn bóng đá Anh cho phép huấn luyện viên người Đức làm việc từ xa trước khi chính thức nhận việc vào tháng 1 năm 2025. Daily Mail cho biết Tuchel sẽ không bị áp lực phải tham gia các cuộc họp hàng ngày tại trung tâm huấn luyện Gerrard Park. Sự sắp xếp này của FA với Tuchel khác biệt đáng kể so với Southgate. Cựu huấn viên tuyển Anh đã phải làm việc tại trung tâm huấn luyện của Tam Sư đều đặn 3 ngày mỗi tuần trong suốt 8 năm nắm quyền. Ngoài ra, Southgate và trợ lý Steven Holland thường xuyên đến xem trung bình 5 trận đấu Premier League mỗi tuần. Theo The Sun,
Tuchel sẽ tham gia một số cuộc họp với các huấn luyện viên trẻ tuyển Anh, nhưng vẫn sẽ theo hình thức làm việc trực tuyến. Trước đó, cựu huấn luyện viên Chelsea và Bayern Munich cam kết sẽ sang Anh sinh sống để tiện làm việc. Huấn luyện viên 51 tuổi này không xa lạ với cuộc sống tại Anh. Tuchel từng có 18 tháng làm việc ở xứ sở sương mù khi dẫn dắt Chelsea. Ông phát biểu hồi tháng trước: "Tôi yêu cuộc sống tại Anh và muốn mau chóng trở lại đây. Tôi cũng muốn theo dõi Premier League và tiếp xúc với các cầu thủ." Tuchel ký hợp đồng 18 tháng với FA và sẽ nhận mức lương 7,5 triệu bảng trong khoảng thời gian này. Nếu giúp tuyển Anh vô địch World Cup 2026, huấn luyện viên người Đức sẽ nhận thưởng thêm 3 triệu bảng. Thu nhập của Tuchel cao hơn Southgate, người chỉ nhận 5 triệu bảng mỗi năm từ FA. Tuy nhiên, mức thưởng huấn luyện viên người Anh lại cao hơn nếu vô địch một giải đấu lớn 4 triệu bảng. Trận đấu đầu tiên của Tuchel với tư cách huấn luyện viên tuyển Anh dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 3 2025. Ở hai trận đấu sắp tới vào giữa tháng này, huấn luyện viên tạm quyền Lee Carsley sẽ cầm quân.